những thứ quý vị và các quý đang tìm bảo kiếm trong cổng hạnh phúc, đó chính là gia đình nhà trai nhà gái cùng với Du Sinh Thể Thao. Xin được trân trọng chuyển lời đến với Du Sinh Thể Thảo, hai em hãy trở về với. Cô đẹp rồi, cô đẹp quá, rất thuận đấy. Mở. Chào họ nhà nhé. Chuyện này của Du Sinh Thể Thảo, hãy trở về với ngay vào ngày phút mà tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị dành riêng cho hai em tại khán phòng đại tiệc của gia đình họ nhà trai. Xin được trân trọng chuyển lời. Dạ vâng, và ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính chuyển lời đến với quý vị và các quý các cụ ông cụ bà. Chúng ta hãy trở ra khán phòng đại tiệc của gia đình họ nhà trai để rồi cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng tâm tình những câu chuyện nhỏ dành riêng cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các quý, những ngày đầu xuân năm mới, tình cảm tình yêu.